Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Trước việc Ấn Độ xem xét việc cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo để kiểm giá trong nước, cộng với tồn kho gạo toàn cầu giảm mạnh, các chuyên gia và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cho rằng động thái này sẽ ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, đẩy giá gạo tăng đột biến. Việt Nam đang có nhiều cơ hội xuất khẩu gạo với giá cao khi sản lượng gạo của Ấn Độ và Thái Lan bị ảnh hưởng vì hiện tượng El Nino khiến năng suất giảm. Trong khi đó, chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn không ngừng leo thang, khiến nhu cầu dự trữ lương thực trên toàn cầu tăng. Minh chứng là thời gian qua, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đều nhận được nhiều đơn hàng mua gạo từ Indonesia, Hàn Quốc và Philippines. Tiếp theo, giá lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau. IR 50404 6.500 đến 6.600 đồng một ký. OM 380 6.400 đến 6.500 đồng một ký. Đài Thân 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký. OM 5451 6.700 đến 6.800 đồng một ký. OM 18 từ 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Nàng Hoa 9 từ 6.900 đến 7.100 đồng một ký. RBT 6.900 đến 7.100 đồng một ký. DS1 8.600 đến 8.800 đồng một ký. ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký. ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký. OM2517 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Và Jasmine từ 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau. Đài Thân 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM18 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Nàng Hoa 9 6.600 đến 6.800 đồng một ký. IR 504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM 5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Nếp khô Đông An 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Nếp tươi An Giang 5.700 đến 5.900 đồng một ký. Nếp khô An Giang 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Gạo nguyên liệu 10.100 đến 10.150 đồng một ký. Gạo thành phẩm 11.400 đến 11.600 đồng một ký. Tấm 9.700 đến 9.800 đồng một ký. Cám 7.600 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau. Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Đài Thân 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. IR 50404 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 4900 6.500 đến 6.700 đồng một ký. OM 5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Nàng Hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký. RBT 7.000 đến 7.100 đồng một ký. VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký. ST24 7.100 đến 7.300 đồng một ký. ST25 từ 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau. Đài Thân 8 7.900 đến 8.100 đồng một ký. IR 50404 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM 4900 6.600 đến 6.700 đồng một ký. OM 5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM 18 6.900 đến 7.000 đồng một ký. OM 380 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.100 đồng một ký. RBT 8.000 đến 8.100 đồng một ký. VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký. ST24 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Jasmine 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long. IR 50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Đài Thân 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Và OM 4900 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang. OM 380 7.000 đến 7.200 đồng một ký. IR 50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Đài Thân 8 từ 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký.
OM5451 từ 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM18 7.700 đến 7.800 đồng một ký. ST21 7.100 đến 7.300 đồng một ký. ST24, ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Jasmine 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Và Japonica từ 7.000 cho đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, IR50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM18 từ 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký, và nếp tươi Long An từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký. ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng Hoa Chín từ 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký. Và OM4900 từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 6.500 đến 6.700 đồng một ký, IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM6976 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 6.800 đến 6.900 đồng một ký, OM4218 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Tại Chợ Lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký, gạo Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo sóc thường 15.000 đồng một ký, nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo nền nghiêng 22.000 đồng một ký, gạo thơm hát dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký, nàng hoa 18.500 đồng một ký, sóc thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký, cám 7.500 cho đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.